Bóng đá trong nước những ngày gần đây khá ảm đạm sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup năm 2016. Đây cũng là giải đấu cuối cùng mà người ta thấy Công Vinh hay Thành Lương khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Không ít người cảm thấy tiếc nuối bởi đây đều là những cầu thủ có đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua. Và bản thân họ thì cũng đã có cho mình một bản thành tích rất đáng nể. Lê Công Vinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Người hâm mộ cả nước biết đến cái tên Công Vinh khi anh giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2004. Trên cương vị cá nhân, Công Vinh còn 3 lần giành quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo người xứ Nghệ cũng có cho mình nhiều vinh quang khi vô địch V-League 3 lần, lần đầu cùng Hà Nội TOT vào năm 2010 và 2 lần sau trong màu áo BKMX Bình Dương vào các năm 2014 và 2015. Là tiền đạo trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong hơn 10 năm, Công Vinh đã 84 lần ra sân trong màu áo đỏ, ghi được 51 bàn thắng. Trong đó thời gian, Công Vinh đã 3 lần bước lên bục cao nhất khi vô địch Agribank Cup 2005, vô địch AFF Cup năm 2008 và gần nhất là chức vô địch tại giải giao hữu Asiabank Cup tại Myanmar hồi tháng 6 vừa qua. Cũng chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Suzuki Cup năm 2016 là Phạm Thành Lương. Lương Dị sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988, và danh hiệu cá nhân đầu tiên anh có được là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2008. Sau đó vào các năm 2009, 2011 và 2014, Thành Lương giành quả bóng vàng Việt Nam. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên năm 2008 và đến nay đã thi đấu tổng cộng 78 trận, ghi được 7 bàn thắng. Thành Lương từng 2 lần cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam bước lên bục cao nhất tại AFF Suzuki Cup năm 2008 và Asiabank Cup 2016.